Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa của chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa người: thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy có ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay đề cao việc thực hành lời Chúa như điều kiện để được vào nước Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô nhắc nhở cho môn đệ yêu quý của mình là Timôthê phải trung thành rao giảng lời Chúa, cho dù có bị xiềng xích lao tù, để mưu cầu phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân. Chứ đừng có cải chữ để biện minh cho sự bất trung của mình. Ở đây chúng ta biết được điều quan trọng mà Thánh Phaolô khuyên Timôthê, đó là hãy chú trọng đến sự thật đằng sau các chữ. Sự thật ở đây là phải kiên trì chịu gian khổ để mưu cầu phần rỗi linh hồn cho người khác và chứng minh lòng trung thành của mình với Thiên Chúa. Còn trong bài phúc âm, Chúa Giêsu nhận ra một người trong các kinh sư đã thành tâm tìm sự thật đến hỏi Chúa: thưa Thầy, trong các giới răn điều răn nào trọng nhất? Và Chúa Giêsu đã bảo ông ấy điều răn thứ nhất, đó là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai, đó là phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm cho ông kinh sư thán phục. Ông thích thú và lặp lại những lời Chúa Giêsu đã nói. Theo ông thì những điều răn đó còn quý hơn hy lễ và lễ toàn thiêu. Và Chúa Giêsu vui mừng khi đứng trước một vị kinh sư khôn ngoan và cởi mở. Chúa nói với ông: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Ông kinh sư đã nhận ra sự thật đằng sau các điều răn, đó là tình yêu con người dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân được biểu lộ qua những việc làm cụ thể. Thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa dạy chúng ta điều cơ bản nhất, đó là hãy yêu, yêu Chúa và yêu người.
Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết, bởi vì Chúa là tất cả, là sự sống, là tình yêu và là hạnh phúc. Không có Chúa thì không có chúng ta, không có gì cả. Như thế phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Đối với điều răn này, chúng ta thành thật xét mình, liệu chúng ta có yêu mến Chúa như lời Chúa dạy hay không? Hay chúng ta vẫn còn có những đối tượng đáng yêu, những đối tượng hàng đầu mà chúng ta luôn yêu mến? Đó là tiền bạc, sức khỏe, danh vọng, những lạc thú. Kế đến yêu tha nhân vì chính mình, bởi vì Thiên Chúa đang sống trong con người. Chính Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ, những con người nghèo đói, những người bị tù đày. Ai cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ tù đày, đó là làm cho chính Chúa. Như vậy thưa anh chị em, yêu người đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ đức tin, phải nhìn nhận Chúa hiện diện nơi tha nhân. Và thái độ đức tin đó vượt lên trên những ác cảm, những hận thù, những ghen ghét. Và theo như Tin Mừng Thánh Matthew nói về ngày phán xét, vào ngày tận thế chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Thưa anh chị em, tình yêu là nền tảng cho đời sống đạo của người Kitô hữu chúng ta. Nếu một người mang danh Kitô mà cuộc sống không thấy bóng dáng của tình yêu, thì cuộc sống sẽ trở thành gánh nặng, là một sự bất hạnh. Sống đạo đó là đi vào trong tương quan với tình yêu, để sống với cả con tim, cả khối óc, cả cuộc đời. Tình yêu con người lấy tình yêu của Thiên Chúa làm mẫu mực. Vì thế mà Chúa Giêsu đã nối kết điều răn yêu người thân cần với điều răn thứ nhất lại với nhau. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và đặt lại các bậc thang giá trị của mối tương quan hàng đầu của chúng ta. Xin cho tình yêu mến là nguồn mạch và là sức mạnh để chúng ta thực sự yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương, yêu Chúa và thương người. Xin dạy chúng con sống được nét độc đáo ấy, để chúng con thực sự trở thành những người con của Chúa và là những môn đệ yêu quý của Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của các kinh sư đặt ra cho Đức Giêsu hôm nay: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đó cũng có thể là câu hỏi mà mỗi chúng ta thắc mắc trong đời sống đức tin của mình. Trong các điều răn nào đứng hàng đầu? Chúng ta biết, người Do Thái có rất nhiều những khoản luật chi ly, nhưng để bảo rằng đâu là khoản luật quan trọng nhất, đâu là điều răn cao cả nhất, không phải ai cũng lãnh hội được. Quả vậy Đức Giêsu đã không ngần ngại trích dẫn đệ nhị luật để trả lời cho các kinh sư. Điều răn quan trọng nhất
là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và điều răn bên cạnh đó không kém phần quan trọng là yêu thương tha nhân như chính mình. Có thể tóm tắt toàn bộ lề luật của Thiên Chúa vào một giới răn độc nhất, đó là mến Chúa yêu người. Mến Chúa yêu người là giới răn duy nhất gồm hai thực tại, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu đồng tiền chỉ in một mặt, đồng tiền ấy là đồng tiền giả, không thể lưu hành. Có mặt này phải có mặt kia. Cũng vậy trong đời sống đức tin, không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha nhân, hay không thể chỉ yêu thương tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Chính khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta nhận ra tha nhân là thành phần của bản thân mình. Khi yêu mến Thiên Chúa là cha, ta nhận ra tha nhân là những anh chị em trong cùng gia đình đức tin. Và khi yêu mến Thiên Chúa như thế, chúng ta hiểu được tha nhân chính là những người chúng ta phải yêu mến bằng chính tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa vậy. Thánh Giacôbê diễn tả, ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha nhân, đó là kẻ nói láo. Lòng yêu mến Thiên Chúa phải được tràn xuống như bát nước đầy, để tình yêu ấy cũng lan tỏa đến tha nhân. Và chỉ khi nào ta yêu mến Thiên Chúa như thế, ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Lòng yêu mến Thiên Chúa là nguồn lực để ta có thể yêu thương tha nhân như chính bản thân. Và tình yêu dành cho tha nhân là dấu chỉ để ta nhận ra mình đang yêu mến Thiên Chúa. Trong đời sống, đôi khi chúng ta làm việc này việc kia nhưng chỉ là điều phụ thuộc. Giới răn quan trọng nhất là sống đức mến. Đức mến với Thiên Chúa cho trọn phần con thảo, sống đức mến với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Giữ được mối tương quan thắm thiết này, giữ được mối tương quan lòng mến là chúng ta đang sống đạo thánh của Chúa, là chúng ta đang chu toàn các giới răn của Chúa. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay để chúng ta sống đức tin một cách đúng đắn, sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, đó là việc làm của lòng mến, việc làm của tình yêu. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thánh Giacôbê dạy chúng ta như vậy. Hãy cho tôi biết thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi hành động để bạn thấy thế nào là tin. Chính đời sống đượm tràn đức ái của chúng ta là minh chứng đích thật cho một đức tin sống động. Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu. Dâng mình hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ. Yêu dấu vẫn không bằng chính gương thật.
cũng như thầy, con xem thầy là Chúa con, mà thầy giữa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều thần mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Con ơi cậy tin cao quý thay là nhân đức yêu đoàn con hãy theo. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Kính thưa quý vị và anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay là một câu chuyện rất cảm động và đáng suy nghĩ. Chuyện kể là có một ông kinh sư, tức là một nhà nghiên cứu kinh thánh của dân Do Thái, đến gặp Chúa Giê-xu với một mối bận tâm, với một cái ưu tư, vốn là bận tâm và ưu tư rất là trí tuệ và rất là ngay thẳng của những người nghiên cứu kinh thánh trong dân Do Thái, của các kinh sư. Giữa tất cả những quy định, giữa tất cả những lời dạy của cựu ước, của toàn bộ bộ kinh thánh, của lề luật Mô-xê và các ngôn sứ đấy, thì điều nào là điều quan trọng nhất, điều nào là điều cốt lõi? Đó là một câu hỏi, đó là một vấn đề mà các kinh sư bận tâm một cách chân thành. Người kinh sư này đến gặp Chúa Giê-xu và ông ta trao đổi với Chúa Giê-xu về cái vấn đề và nội dung quan trọng đó. Ta không có bất cứ một cái chi tiết nào trong bài tin mừng này cho phép chúng ta nghi ngờ sự chân thành và ngay thẳng của vị kinh sư này. Ta không có bất cứ một chi tiết nào ở trong bài tin mừng để có thể nói như là coi thường cái mối bận tâm của vị kinh sư này. Và quả thực là chính Chúa Giê-xu cũng không hề coi thường ông ấy. Vậy đối diện với câu hỏi của người vị kinh sư này, Chúa Giê-xu đưa ra câu trả lời hết sức gọn ghẽ và vô cùng chính xác, tóm tắt toàn bộ giáo huấn của Thánh Kinh. Sau khi Chúa Giê-xu đưa ra cái câu trả lời hết sức là chính xác và tốt lành đấy, thì vị kinh sư này tỏ ý đồng tình với Chúa Giê-xu. Và ông ấy thưa, thưa thầy, thầy dạy rất là đúng. Rồi ông lại tiếp tục triển khai, làm sáng hơn, rõ hơn cái cách hiểu của ông về những điều Chúa Giê-xu vừa nói. Tất cả đều rất là tốt đẹp. Và tác giả tin mừng viết, Đức Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan. Người đàn ông này không gian dối. Và có lẽ kính thưa quý vị và anh chị em, ông ấy không chỉ nói lý thuyết, chắc ông ấy cũng sống được điều mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người khác như chính mình. Chắc ông ấy cũng đã sống được kha khá cái đòi hỏi này rồi. Và Chúa Giê-xu nhìn ông ấy mà thấy ông trả lời khôn ngoan,
Khôn ngoan không phải chỉ trong lý trí, không khôn ngoan không phải chỉ về phương diện lý thuyết, mà sự khôn ngoan trong Kinh Thánh thì là sự khôn ngoan của chính đời sống nữa. Chắc người đàn ông này cũng đã sống được phần nào cái điều cốt yếu của Kinh Thánh rồi. Thế đối diện với một người đàn ông chân thành, ngay thẳng và có phẩm chất cao như vậy, Chúa Giê-xu nói gì thưa anh chị em? Chúa Giê-xu nói một câu hết sức đáng kinh ngạc. Người nói với ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Ông không còn xa nước Thiên Chúa có nghĩa là mặc dù ông ngay thẳng, mặc dù ông chân thành, mặc dù ông đã sống được phần nào cái đòi hỏi của lề luật, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người khác như chính mình, mặc dù như thế, ông vẫn chưa vào được nước Thiên Chúa. Ông không còn xa nước Thiên Chúa cũng có nghĩa là ông vẫn chưa bước vào. Kính thưa anh chị em, người kinh sư này thiếu điều gì vậy? Người kinh sư này còn thiếu điều gì? Thưa, không phải chỉ là ông chưa thực hiện trọn vẹn, mà cái thiếu căn bản của ông là ông đã sống trọn vẹn được phần nào lời dạy của Cựu Ước, nhưng ông thiếu sự gắn bó với chính Chúa Giê-xu. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu ở đấy, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, là lời mời gọi. Đây không phải chỉ là một nhận định, mà là một lời mời gọi ông hãy bước vào nước Thiên Chúa. Và cái điều ông cần làm là theo Chúa Giê-xu, gắn bó với Chúa Giê-xu. Chúng ta hiểu điều đó khi mà chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Marco những lời mời gọi Chúa dành cho các môn đệ. Khi Chúa gặp ông Phêrô và ông Andrê ở bãi biển, Marco chương 1, Chúa nói hãy theo thầy. Khi Chúa gặp ông Lê-vi ở trong trạm thu thuế, Marco chương 2, Chúa nói hãy theo thầy. Luôn luôn lời mời gọi để đi vào nước Thiên Chúa là lời mời gọi hãy theo Chúa Giê-xu, gắn bó với Chúa Giê-xu. Đó là trong Tin Mừng Marco. Vậy ở đây cũng bản văn Tin Mừng Marco, khi Chúa Giê-xu nói với vị kinh sư ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu, thì có nghĩa là ông hãy bước vào đi, ông gần lắm rồi, hãy bước vào đi. Và cái bước ông cần làm là gắn bó với Chúa Giê-xu, gắn bó với chính Chúa Giê-xu, chứ không phải chỉ là lệnh truyền của Cựu Ước. Tôi muốn mời anh chị em hôm nay suy niệm về điều đó. Phần lớn anh chị em là những người đã sống khá khá rồi, chân thành và sống rất tương đối tốt những lệnh truyền của Chúa. Nhưng câu hỏi đặt ra cho chúng ta là chúng ta đang gắn bó với những lệnh truyền hay chúng ta gắn bó với Chúa Giê-xu? Điều cần là gắn bó với Chúa Giê-xu. Và trong sự gắn bó với Chúa Giê-xu mới gắn bó với những điều răn, mới gắn bó với những lệnh truyền. Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn, Hội Thánh có 5 điều răn, rồi có biết bao nhiêu điều luật nữa. Nhưng tất cả sẽ chỉ có giá trị đối với chúng ta nếu chúng ta gắn bó với Chúa Giê-xu. Và trong sự gắn bó với Chúa Giê-xu đấy, chúng ta thực hiện tất cả những điều răn kia. Và nhờ đó chúng ta đi vào nước Thiên Chúa. Xin kính chúc anh chị em ngay hôm nay, trước khi làm bất cứ điều gì tốt lành, thì hãy gắn bó với chính đấng tốt lành là Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta. Và nhờ vậy chúng ta bảo đảm được vào nước của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, mến Chúa, yêu người là hai điều răn không xa lạ gì với đạo Công giáo chúng ta. Thế nhưng ở trong đạo Do Thái, giữa một bộ luật gồm 613 điều thì một người Do Thái bình thường cũng không có khó trả lời giới răn nào trọng nhất. Thật ra các người biệt phái và luật sĩ có thể nhận ra ngay hai điều răn này. Họ chỉ muốn hỏi Chúa Giê-xu để tìm cách bắt bẻ Chúa Giê-xu mà thôi. Điểm độc đáo trong câu trả lời của Chúa Giê-xu là nối kết hai cái giới răn yêu thương, mến Chúa, Thiên Chúa hết mà lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và giới răn thứ hai cũng giống như giới răn ấy là hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Qua câu nói ấy, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy
và mở ra cho chúng ta một điều là các tiên tri chưa ai dám đề cập đến. Ấy là nâng lòng yêu mến tha nhân lên ngang hàng yêu mến Chúa. Thì thế Thiên Chúa có thể thấy rõ ràng là con đường chọn hảo phải gồm đủ hai vế: mến Chúa và yêu người. Câu nói mà người thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu phản ánh tâm thức của họ. Họ tuân giữ mọi lệ luật, họ phân chia bậc thang giá trị của mỗi lệ luật, họ đánh giá con người theo sự trung thành của người đó đối với lệ luật. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để trung thành với từng chi tiết của lệ luật. Thế nhưng họ lại không màng đến cái cốt lõi của lệ luật là lòng yêu thương. Chúa Giêsu nói tất cả lệ luật và lời các tiên tri đều quy về hai giới răn: mến Chúa và yêu người. Điều đó có nghĩa là nếu loại bỏ tình thương ra khỏi lệ luật thì toàn bộ lệ luật sẽ sụp đổ. Người thông luật và những biệt phái phải ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa Giêsu. Đối với họ, điều quan trọng là tuân giữ lệ luật, chứ không phải sống theo tinh thần của lệ luật là yêu thương. Họ sẵn sàng loại bỏ và khước từ tình thương đối với tha nhân để trung thành với lệ luật, cụ thể là giữ luật ngày hưu lễ. Chúa Giêsu gọi giáo huấn của Ngài là một điều răn mới. Mới vì Ngài đặt tình thương vào trọng tâm của lệ luật. Mới vì Ngài đem tình yêu đối với tha nhân như một thể hiện của lòng yêu mến Chúa. Mọi tình yêu phải phát xuất từ Chúa. Chúa Giêsu không làm lại luật, nhưng chỉ làm sáng tỏ luật yêu thương được chứa đựng trong các sách lệ luật và các tiên tri. Ngày nay hơn bao giờ hết, điều răn yêu thương phải là điều đường lối của người Công giáo. Tình yêu Chúa được nung đốt ở nhà thờ phải được tỏa ra đến từng người, từng gia đình. Tình yêu tha nhân cũng là mực thước để kiểm điểm tình yêu của chúng ta đối với Chúa trung thực đến mức độ nào. Tình yêu kiểu mẫu là tình yêu của Chúa Giêsu. Vì yêu thương và vâng phục Chúa Cha, Ngài đã hy sinh và chịu chết vì chúng ta. Cuộc tế lễ xưa được tái diễn ở trên bàn thờ. Chúng ta hãy hiệp thông với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm hiến tế đầy yêu thương đó. Vì thế mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm của mỗi mình. Đạo của chúng ta thiết yếu là đạo của tình thương. Thước đo lòng đạo của chúng ta không chỉ là những kinh kệ dài dòng, mà chính là tình yêu mà chúng ta thể hiện nơi mỗi người, mỗi tha nhân. Vì thế nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết sống và thực hành những đòi hỏi trong đức ái, trong tương quan với Chúa và với tha nhân. Nhờ đó chúng ta chu toàn lệ luật và mang lại hạnh phúc đích thực cho chính mỗi người cũng như cho người khác. Xin Chúa thêm đức tin, thêm lòng mến cho chúng ta để qua cuộc sống thường ngày, qua sự gặp gỡ, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa, và người khác gặp gỡ với mình, họ cũng nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Amen. Giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nói với các luật sĩ, xem ra thật khó có mấy ai làm được.
yêu mến Chúa thì dễ. Thế nhưng hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi, xem ra khó có nhiều người làm được. Thế nhưng có phải Thiên Chúa đòi hỏi tuyệt đối như thế không? Có lẽ Thiên Chúa chỉ đòi hỏi tấm lòng, linh hồn, trí khôn, sức lực chúng ta đừng đặt hết vào của cải hay vào một đam mê nào đó trên trần gian này mà chẳng nhớ tới Chúa. Thí dụ, khi hai người yêu nhau thì tâm hồn, trí óc, lòng của họ luôn hướng về nhau mà không hướng về một ai khác. Thiên Chúa cần được đứng đầu danh sách các ưu tiên. Giới răn thứ nhất đã khó, giới răn thứ hai còn khó hơn nữa. Yêu tha nhân thì cũng dễ, nhưng yêu như chính mình thì rất khó. Vợ chồng ăn ở với nhau, thế nhưng yêu như chính mình chưa chắc làm được. Huống chi là người hàng xóm, người xa lạ với kẻ thù. Vậy yêu như chính mình ngươi, có lẽ hiểu là điều gì tôi không muốn người khác làm cho mình thì tôi cũng không làm cho người khác. Tôi không muốn người khác nói xấu về tôi thì tôi cũng không nói xấu người khác. Tôi không muốn người khác chỉ trích tôi thì tôi cũng đừng chỉ trích người khác. Tôi muốn mình được hạnh phúc, được yêu thương thì tôi cũng muốn người khác được hạnh phúc, được yêu thương. Người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu hỏi tương tự. Điều răn nào quan trọng hơn cả chi phối mọi lề luật trong giáo hội? Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa. Ngài vẫn tóm mọi điều răn trong một chữ đơn giản: yêu. Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim của chúng ta, chi phối mọi chọn lựa và biến đời chúng ta thành tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy một cái điều mà đang xảy ra ở trong xã hội là khi mà người ta kết hôn thì người ta chỉ nghĩ là làm sao để kiếm được một người giàu có hay là đẹp đẽ hay là hợp ý mình, và không nghĩ đến chuyện lâu dài, chỉ nghĩ rằng là mình kết hôn đến bao lâu mà còn ở với nhau được, còn nếu không thì ly dị, ly thân. Và trên Internet cũng có rất là nhiều những cái bài mà nói rằng đó là những cái dấu mà cái cuộc hôn nhân đã thất bại và ly dị càng sớm càng tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đó nó chỉ là cái của xã hội bên ngoài thôi. Nó không phải là cái điều mà Chúa dạy chúng ta. Và có lẽ rằng nếu mà quý vị mà chúng ta nghe những cái bài đọc ngày hôm nay rồi chúng ta suy nghĩ thì chúng ta mới biết đó là Chúa dạy chúng ta cái điều gì. Và cái điều nó khác biệt là những cái điều Chúa dạy chúng ta đó là nó sẽ làm cho chúng ta ăn ở với nhau, đó là đời đời kiếp kiếp, và nhất là cái cuộc đời chúng ta được hạnh phúc, và cái hạnh phúc vĩnh cửu chứ không phải là cái hạnh phúc tạm thời. Thì chúng ta khởi đi từ Phúc Âm Thánh Marco, người ta vẫn hỏi thử Chúa. Là ngày hôm nay chúng ta nghe đó là người ta hỏi rằng trong các điều răn thì cái điều răn gì là điều răn quan trọng nhất? Và như chúng ta nghe đó là Chúa trả lời là phải kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và sau đó rồi đó là phải yêu thương, là tha nhân như chính mình vậy. Chúng ta đừng lạ là bởi vì đây nó là cái giới răn mà đã nằm ở trong thập giới, và nó là cái ba cái giới răn đầu tiên, đó là phải yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng ta đã nghe quá nhiều cái giới răn này, và nhiều người chúng ta nghe xong thì biết nó vậy thôi.
Con vẫn yêu mến Chúa, con vẫn đi nhà thờ, nhà thánh, con vẫn yêu thương tha nhân. Nó không đơn giản như vậy đâu, quý ông bà, anh chị em. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang là yêu mến Chúa mà chúng ta yêu thương tha nhân, nhưng thực tế thì khác. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng cái yêu thương nó đòi hỏi chúng ta cái gì. Không phải đó là chúng ta chỉ yêu thương bao lâu mà chúng ta muốn, hay là yêu thương cho qua lần chiếu lệ thôi. Nhưng mà cho cái bài mà chúng ta đọc ở trong lễ Chúa Ba Ngôi đó, là đòi hỏi chúng ta phải yêu thương như là Chúa yêu vậy. Đây nó là cái yêu thương mà nó đến từ Chúa, nó không đến từ chúng ta. Nhưng mà cái yêu thương này Chúa ban cho chúng ta, chúng ta có cái khả năng đó. Chúng ta thấy là trong cái bài mà trong lễ Chúa Ba Ngôi đó, là liệt kê ra năm cái đặc tính của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và đầy yêu thương và thành tín. Có nghĩa là làm sao? Nó rất là dễ khi mà cái cuộc đời của chúng ta nó đầy màu hồng, rồi dễ yêu thương Chúa lắm. Nhưng mà Chúa đòi chúng ta đó là phải dùng cái tình yêu đó và yêu thương nhau, đó là suốt cuộc đời, bao lâu mà Chúa còn để cho chúng ta sống. Và cái tình yêu này nó đòi chúng ta đó là nếu mà có chết ở trên kia thì vẫn cứ yêu. Đó là cái mà đòi hỏi của, đó là Thiên Chúa đòi chúng ta. Và Thiên Chúa nó đã đi bước trước để Chúa tỏ tình yêu cho chúng ta, và Chúa ban tất cả những cái hồng ân để mà cho chúng ta làm được cái điều đó. Và chúng ta phải chứng tỏ cái tình yêu đó trong suốt cái cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta thấy đó là yêu thương mà khi mà phải đối diện với những cái đau khổ, nó không dễ dàng. Khi mà Chúa chúc lành cho chúng ta, tất cả mọi sự nó suôn sẻ thì dễ lắm. Nhưng mà khi mà gặp đau khổ là bắt đầu đó là chúng ta đã là chất vấn Chúa, hay là xét lại cái tình yêu. Chứ không phải đó là như Chúa đòi, đó là nếu mà yêu ai mà đã lấy người ta làm vợ làm chồng đó, thì chịu khó yêu đến suốt đời của mình. Cho dẫu là người ta không còn yêu mình nữa, nhưng mà mình vẫn cứ phải đó là kiên tâm để mà đi với người đó, để mà giúp đỡ yêu thương người đó cho đến suốt đời của mình. Chúng ta nhớ rằng cái đó là cái lời dạy của Thiên Chúa cho những ai mà sống trong bậc vợ chồng. Chứ không có nói những cái lời như là thế gian nó quảng cáo cho chúng ta. Chẳng bao giờ mà đó là ở với nhau, đó là cho tới khi nào đó mà không hợp nhau nữa, đó là đường ai nấy đi. Chứ không phải dạy chúng ta như thế vậy. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta đó là phải chấp nhận tất cả những cái mà đau khổ xảy ra trong cuộc đời, để mà chứng tỏ cái đức tin, cái tình yêu của chúng ta vào Chúa và vào tha nhân. Thì thưa quý ông bà, anh chị em, yêu thương nó không có dễ. Yêu thương bằng cái tình yêu của Chúa nó không có dễ dàng tí nào cả. Nhưng mà chúng ta có thể làm được nếu mà chúng ta trông chờ vào ơn của Chúa. Chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái đau khổ Chúa gửi trong cuộc đời để mà chứng minh rằng chúng ta là những cái người yêu thương thành thật, yêu thương Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân, nhất là những người vợ, người chồng chúng ta cho đến trọn đời. Và chúng ta biết chắc chắn là những cái hạnh phúc nó sẽ đến với chúng ta. Những cái đau khổ nó chỉ tạm thời thôi, rồi nó sẽ qua. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì trong những cái thử thách đó mà vẫn yêu thương, thì chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả tốt đẹp trọn đời. Anh chị em thân mến, trong tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu rao giảng đến đâu thì có dân chúng cứ ùn ùn đi theo người đến đó. Không những vì Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền, mà cách xử thế đối đáp của Ngài quá hay, khiến đối phương cũng phải kính nể.
Ngay cả các kinh sư là những là nhà thông luật, hôm nay cũng có người đến gần Ngài để hỏi Ngài giới răn nào trọng nhất. Cả một rừng luật thì đâu là giới răn trọng nhất? Chúa Giêsu đã trả lời: điều răn thứ nhất hàng đầu là: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là Đức Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi cũng phải yêu những người thân cận như chính mình ngươi. Chẳng có điều răn nào trọng hơn các điều răn này. Đây là điều quan trọng, đây cũng là điều khó thực hiện, bởi vì bản tính con người là thích chạy theo những gì hợp với ý mình, những gì hào nhoáng của bên ngoài. Cứ nhớ Israel trên con đường đi từ đất Ai Cập về đất hứa, họ chịu bao nhiêu ơn của Chúa, thế nhưng họ đã gạt Chúa sang một bên để họ đúc bò vàng, họ thờ lạy. Họ thích thờ nhà đền lạy những vị thần của quyền lực, của tiền bạc, của dục vọng, những vị thần của tham lam dối trá, của ghen ghét thù hận, của đam mê xác thịt, của hưởng lạc và nhiều thứ thói xấu khác. Miễn là họ cảm thấy họ được thỏa mãn các nhu cầu của con người, để rồi họ lãng quên tôn thờ Chúa, hay là tôn thờ Chúa một nửa vời tôi. Nhưng lời Chúa bảo, thờ Chúa là hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Điều thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là yêu người thân cận như chính yêu bản thân mình. Yêu người sơ sơ thì có thể được rất dễ dàng. Yêu người nổi tiếng, người lịch sự, người xinh đẹp, người giàu có thì dễ. Nhưng thật khó biết bao yêu bất cứ ai mình gặp trong cuộc đời như chính bản thân của mình. Chúng ta đến với người khác, nhưng mà những người chúng ta ưa thì dễ, những người khó ưa, những người kẻ thù, những người hàng xóm khó tính, những người keo kiệt, những người lang thang đầu đường xó chợ, đến gần đã khó, huống gì lại yêu thương. Anh chị em thân mến, giữa một rừng luật, người Do Thái họ có bộ luật Torah 613 điều. Trong đó 248 điều là buộc phải làm, 365 điều là cấm không được làm. Chi ly và nhiều như vậy thì chọn đâu là điều chính yếu để giữ? Hôm nay Chúa Giêsu đã trả lời: chọn tình yêu để mà giữ. Cứ sống bằng tình yêu, yêu kính Chúa, yêu anh em. Đấy là điều chi phối tất cả mọi lề luật. Chúa sẽ giữ nguyên câu trả lời đấy cho chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta cũng muốn hỏi Ngài. Và Ngài giữ nguyên cái câu trả lời đấy với cách thức chỉ cho chúng ta sống: hãy sống tình yêu. Mà khi sống tình yêu là sống theo Thiên Chúa, bởi vì Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Xin để cho tình yêu chiếm lấy trái tim của tất cả chúng ta. Xin để cho tình yêu dắt lối chúng ta đi và biến đời chúng ta thành những dụng cụ của tình yêu trong bàn tay Thiên Chúa. Là người môn đệ của Chúa, là người bước đi theo Chúa, chúng ta không thể yêu Chúa mà lại ghét tha nhân, cũng không thể ghét, không yêu Chúa, không bằng lòng với Chúa mà lại yêu tha nhân. Hai điều này được thực hiện song hành với nhau trong cuộc đời chúng ta. Hai điều này là đôi cánh giúp chúng ta bay lên, đi về đến cõi vĩnh hằng, đi về đến với Chúa quyền năng. Amen. Mẹ Teresa Calcutta đã từng kể một câu chuyện như sau. Có một sơ của chúng tôi thấy một người nằm ngoài đường. Sơ đã đỡ ông ta lên. Da ông còn rụng trên lối đi. Sơ đem ông về nhà chúng tôi và mất nhiều giờ chăm sóc ông. Mình ông đầy dòi bọ rút rỉa.
Khoảng 3 giờ sau thì ông chết, miệng nở nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt tươi tỉnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trình thuật tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy câu trả lời của Đức Giêsu dành cho một kinh sư về điều răn đứng hàng đầu. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Thoạt nghe, chúng ta dễ có cảm tưởng như Đức Giêsu đang lạc đề. Bởi vì vị kinh sư kia chỉ hỏi đâu là điều răn đứng hàng đầu, hay đâu là điều răn quan trọng nhất mà thôi. Thế nhưng Đức Giêsu lại nhắc đến cả hai điều. Trở về với bối cảnh của luật Do Thái lúc đó. Ngoài lề luật trong sách thánh, các thầy Rabbi còn thêm 248 điều răn và 365 điều cấm. Người ta phân biệt khoảng lớn với khoảng nhỏ, điều nặng với điều nhẹ. Đồng thời một câu hỏi được nêu lên. Có thể tóm tắt toàn bộ lề luật nhờ một đoạn ngắn vắn tắt không? Một số tác giả theo đạo Do Thái đã đưa ra vài câu trả lời. Và Đức Giêsu cũng trình bày nội dung câu trả lời trong đoạn này. Giáo huấn của người mang tính cách mới mẻ, vì người liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. Thành ngữ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, liên quan đến lòng yêu mến Thiên Chúa, chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến. Tình thương đối với tha nhân phải đạt đến độ cao nhất, ngang bằng tình thương đối với bản thân mình. Thương người như thể thương thân. Và hai điều răn đó phải liên kết chặt chẽ với nhau trong đời sống cụ thể. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật không dễ dàng tuân giữ và sống hai điều răn quan trọng nhất mà Đức Giêsu đã tóm kết. Yêu mến Thiên Chúa thì có lẽ dễ dàng thực hiện hơn. Bởi vì ai trong chúng ta cũng nhận biết Thiên Chúa là đấng toàn thiện, là nguồn mọi ơn lành, sự sống và hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào người. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là điều tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm và nỗ lực, đó chính là mức độ của lòng yêu mến ấy. Liệu rằng tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật, đọc vài ba kinh trong ngày hay đóng góp chút ít cho công việc nhà Chúa, thì tôi đã là người yêu mến Chúa chưa? Thưa, điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ cho mức độ của một lòng yêu mến toàn tâm toàn ý mà hôm nay Đức Giêsu yêu cầu. Mức độ của lòng yêu mến đó mời gọi chúng ta hãy yêu mến Chúa không chỉ nơi nhà thờ, trong công việc thờ phượng, mà còn bằng cách để cho người hiện diện mọi nơi mọi lúc trong đời sống, cả những lựa chọn, quyết định của chúng ta. Hãy nhìn thấy hình ảnh, dung mạo của Thiên Chúa nơi tất cả anh chị em, nhất là những người nghèo khổ chung quanh mình. Nhìn thấy để yêu thương, để sẻ chia, giúp họ sống đúng phẩm giá của mình. Và đó cũng là một cách thức giúp chúng ta sống điều răn yêu người, một điều răn đầy khó khăn và thách đố.
nếu không nhìn thấy Chúa, không đặt Chúa vào trong anh chị em, thì chắc chắn những tội lỗi yếu đuối hay bất toàn nơi họ sẽ cản trở chúng ta yêu thương họ, chứ chưa nói đến việc yêu thương như chính mình. Yêu mến tha nhân là một trong những biểu hiện sống động của lòng yêu mến Chúa. Hãy cảm thông, bao dung với những lỗi lầm của người khác và để tâm vào những điều tích cực, tốt lành nơi họ. Vì chính Thiên Chúa cũng đang đối xử như vậy với mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và hồng ân Chúa luôn dạt dào trên đời sống con. Xin Chúa cũng mở rộng trái tim để con có thể mến Chúa yêu người như Ngài truyền dạy. Xin loại bỏ khỏi tâm hồn con những ích kỷ, hẹp hòi, để con biết sống cho một tình yêu trọn vẹn và cao cả mỗi ngày. Amen. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Điều răn thứ nhất là điều trọng hơn hết, dành ưu tiên cho một mình Thiên Chúa, chọn cả tâm lòng và chọn cả cuộc đời trong tình yêu Chúa. Ta yêu mọi người như ta, yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêng. Tình yêu mến Chúa kêu mời con vươn lên, một tình yêu luôn hòa nhịp với Chúa, cùng bước theo Ngài và cùng sống như Ngài, thì hành đức ai khiêm nhu phục vụ tha
hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau câu hỏi về sự sống lại do nhóm Sa Đốc đặt ra ngày hôm qua, Đức Giê-xu hôm nay tiếp tục chạm trán với thử thách của các kinh sư về vấn đề điều răn đứng hàng đầu. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Cần biết rằng, ngoại trừ lề luật và sách thánh, các Rabbi còn thêm 248 điều truyền và 365 điều cấm. Trong bối cảnh như thế, câu hỏi của vị kinh sư hôm nay phần nào dễ hiểu, vì dân Do Thái muốn biết điều răn nào đứng hàng đầu, và có thể tóm tắt toàn thể lề luật nhờ một đoạn ngắn vắn tắt hay không. Có một vài Rabbi đã đưa ra câu trả lời, và Đức Giê-xu cũng có câu trả lời cho riêng người. Người trả lời bằng việc trưng dẫn sự tuyên tín mà mọi người dân Israel khi khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình đều làm. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Từ sự tuyên tín này, Đức Giê-xu đưa ra một giới răn kép. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Người phải yêu người thân cận như chính mình. Với câu trả lời này, Đức Giê-xu dạy một lần và mãi mãi rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận là không thể tách rời. Và hơn cả thế, chúng còn bổ trợ cho nhau. Khi sống cùng nhau, chúng là sức mạnh thật sự của một người có niềm tin. Yêu mến Thiên Chúa là sống nhờ người và vì người, vì điều người là và vì điều người làm. Do đó, yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là đầu tư sức lực của bản thân mỗi ngày để trở thành cộng sự của người trong việc phục vụ người thân cận mà không giữ lại điều gì, trong nỗ lực tha thứ mà không có giới hạn, trong việc dưỡng nuôi các mối tương quan hiệp thông và huynh đệ. Nếu làm mọi việc trong tâm tình mến Chúa, thì chúng ta sẽ luôn lắng nghe và ở cạnh những người đang cần giúp đỡ. Nhu cầu của người thân cận đòi hỏi những câu trả lời thực tế, nhưng trước đó cũng cần sự chia sẻ. Một chén cơm cho người đang đói là cần thiết, nhưng họ cũng cần cả một nụ cười, cần được lắng nghe chia sẻ, cần được hiệp thông cầu nguyện cùng nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thực hiện một dự phóng, không chỉ về phía những khẩn thiết của anh chị em nghèo nàn nhất, nhưng đặc biệt chú ý tới nhu cầu cần đến sự gần gũi huynh đệ, ý nghĩa sự sống và sự dịu dàng. Thiên Chúa là tình yêu, người tạo nên chúng ta vì tình yêu là để chúng ta có thể yêu người khác trong khi vẫn hiệp nhất với người. Sẽ thật là ảo tưởng khi giả vờ yêu người thân cận mà không yêu mến Thiên Chúa. Và cũng sẽ thật là ảo tưởng khi giả vờ yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người thân cận. Hai chiều kích của tình yêu với Thiên Chúa và với người thân cận trong sự hiệp nhất của chúng là nét đặc thù cho mọi Kitô hữu. Lạy Chúa, nếu chúng con có của cải thế gian và thấy anh chị em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong chúng con được? Xin dạy chúng con đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, con người ta thường mệt mỏi khi bơi ngược dòng hay đạp xe ngược gió. Đó mới chỉ là cái mệt thể lý mà đã làm cho chúng ta chán nản, đôi khi muốn bỏ cuộc. Huống chi trong cuộc sống, chúng ta còn mệt mỏi tinh thần, mệt mỏi bởi dư luận còn khủng khiếp hơn nhiều. Cả hai bài đọc hôm nay đều nói tới hai con người can đảm, dám lội ngược dòng trước những dư luận của con người. Chúng ta biết rằng, Thánh Phaolô đã từng là người bách hại đạo khốc liệt, đã từng là người tán thành việc ném đá ông Stefano cho đến chết. Nhưng qua biến cố ngã ngựa ở Damas, ông đã trở thành người chiến sĩ rao giảng tin mừng cho Chúa. Ông đã bất chấp tất cả dư luận, phản ứng của bạn bè cũng như của người thân để can đảm rao giảng tin mừng. Đối với Phaolô, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc ông phải làm. Khốn thân ông nếu ông không rao giảng tin mừng. Đó là những điều Phaolô cảm nghiệm về bổn phận của ông đối với tin mừng của Chúa. Bài đọc 1 hôm nay ghi lại cốt lõi mà Thánh Phaolô rao giảng là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi David. Câu nói này của Phaolô rất sâu sắc. Nó nói lên nhân tính lẫn thiên tính của Chúa Giêsu. Nếu Chúa chỉ là một con người thôi, Chúa không thể mang lại cho chúng con điều chúng con trông đợi nơi người là sự vững tin, lời hứa ban sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu Chúa cũng chỉ là một vị Thiên Chúa thôi,
Chúa cũng không thể mặc khải tình thương Chúa một cách thiết thân với chúng con được. Thánh Phaolô đã hiểu được đạo lý sâu sắc này, nên đã ra sức rao giảng, dù bị đánh đập và tù đày. Còn trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một người kinh sư đã dám mạo muội tách khỏi nhóm của mình để tìm Chúa Giêsu mà học hỏi. Như chúng ta biết, kinh sư là những người rất giỏi về kinh thánh và luật lệ, luôn được mọi người kính trọng. Nên khi Chúa Giêsu đến rao giảng những giáo huấn và dân chúng theo Ngài, thì các kinh sư này dần dần mất tầm ảnh hưởng và đâm ra ghét Chúa Giêsu. Trước áp lực của dư luận của phe nhóm, vị kinh sư này vẫn can đảm đến với Chúa Giêsu và khiêm nhường xin được lãnh nhận sự thụ huấn từ Ngài. Thánh Phaolô và vị kinh sư quả là hai con người đầy can đảm, dám lội ngược dòng, bất chấp dư luận, bắt bớ và tù đày để làm chứng cho tin mừng, để được học hỏi thêm điều cốt lõi về đạo, về chân lý. Là Kitô hữu, chúng ta cũng là những người đang lội ngược dòng để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Đối với Phaolô, ông đã ví người Kitô hữu như những tay đua và ông đã khuyên họ phải sống thế nào cho xứng để có thể đạt được phần thưởng nước trời là ơn cứu độ. Chúng ta được mời gọi sống ngay lành, không buôn bán gian lận trước những lừa lọc của thế gian. Chúng ta được mời gọi lên tiếng cho chân lý trước những bất công của xã hội. Chúng ta được mời gọi khước từ những cám dỗ bất chính, chẳng hạn nói hành, nói xấu người khác. Ước gì mỗi người luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa, không chỉ trong lời nói mà còn trong việc làm. Hầu mỗi người đạt được ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành với Người. Amen. Tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mọi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài là đèn soi con bước, chỉ đường hằng ngày cho con tiến. Lời Ngài là sự sống muôn đời, mau mau mở lòng ra lắng nghe. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mọi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai trên trái đất. Lời Ngài mở đường tới thiên cung, lời Ngài tồn tại mãi Chúa ơi. Thank you.
chẳng phai mờ. Tình Ngài, tình tuyệt đối Chúa ơi. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mọi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống.